Tiểu thơ, tiểu thơ, tiểu thơ ơi, dậy đi với em đi, em mắc quá, dậy đi với em đi, em Trời đi mình sợ ơi, lắm. thôi ngươi đi đi, để yên cho ta ngủ. Tiểu thơ, đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.